Đó, leo lên sân thượng này thì sẽ lên cái sân thượng mà ngày xưa thì thu tiền về á, tiền bị ướt của các nông dân mà các tá điền á, thì tiền ướt á thì ông đem tiền lên sân thượng ngày phơi á mà. Giờ mình sẽ lên trên chút người nó bị la, mình sẽ lên trên chút. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến nhà công tử Bạc Liêu các bạn. Nhà này được xây năm 1919, số 13 Điện Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu các bạn. Đây, đây là cái cổng. Bên đây là nhà khách nha bạn. Bên đây là nhà khách của công tử Bạc Liêu. Còn gian đây là nhà chính của công tử Bạc Liêu, của ông Hội đồng Chạch nha bạn. Đây là cái nơi mà ông Hội đồng Chạch ở công tử Bạc Liêu sinh sống ở đây. Nhà nóc bằng nha bạn. Còn nhà khách thì mái. Đây là nơi để tiếp khách của gia đình. Rồi khách cưới có thể ở lại bên đây. Còn giờ mình sẽ tiến vào nhà các bạn. Đây là. Đây là cái nhà thì đối diện với sông các bạn, nhìn ra mé hướng sông, nhưng mà cửa thì không có hướng về sông mà cửa sẽ nằm bên hông các bạn. Không có cửa chính ở ngoài nha, tức là cửa thì mình sẽ đi ngang hông. Mình thấy đây có cái đèn bị đứt các bạn, đèn này cũng là đèn cổ hồi xưa hay gì đó, tức là cửa chính, tức là cửa chính này mới gọi là cửa chính này. Hai bên là hai cửa. Nhà cũng được nhà nước tô bổ và sửa sang lại bạn, sửa chữa lại ha. Để mình khám phá quanh đây chút xíu. Mình đi qua nhanh. Cái này không có cho người đi cho nên mình tranh thủ đi nhanh một chút qua bên đây. Đây. Các bạn đây. Qua một bên nữa. Đó. Đây là mép mà bạn. Đây là một cái mép nhà. Bên đây cũng là một cái cửa giống bên kia, tức là đi bên hông. Đây là cửa này. Cửa bên hông này lớn hơn nè bạn. Đó. Bên này thì ta không cho du khách vô. Mình cũng tranh thủ quay xong mình. Nhà này có hai cổng. Cổng bên đây, cổng chính. Hai cổng nha bạn. Hai cổng bên đây thì khách vô cổng này mà sẽ đi vào nhà này, chứ không có để chính giữa giống như thường những cái nhà sau này mình làm là nhà chính giữa ha. Tức là hai cổng, một cổng bên mép bên đây, cổng bên đó. Nó thì khi mà khách vô đây thì họ sẽ đi vào bên hông nhà này đó, thì vô cửa này. Đây bên này cái đèn này còn nguyên hả bạn, thời chắc cũng của gia đình thời đó luôn bạn. Mình thấy rất là cũ kỹ thôi. Tường gạch kiến trúc Pháp rồi. Thì ông xây nhà này thì vẫn cái vật liệu ông trở về từ Pháp mà, mang về từ Pháp rồi. Đây cửa này. Rồi cái gian giữa này là hình như là nhà bếp đó, hoặc là nhà vệ sinh mà. Tại vì nhà trong nhà không có nhà vệ sinh. Rồi giờ mình sẽ tiến vào nhà trong các bạn. Mình tiến vào trong. Đây một cái nhà nhỏ, ngang khoảng 4 mét, dài khoảng 16-18 mét gì đó. Ở chính giữa thường nhà này nhà bếp hoặc là nhà vệ sinh các bạn. Rồi giờ mình sẽ tiến vào. Mình tiến vào thì đây là một cái sảnh. Trước thì người ta trưng bày xe biển số là 018 của công tử Bạc Liêu. Và đây là chiếc xe này của công tử Bạc Liêu, người ta sẽ trưng bày. Đây là đứng bên hông nhà rồi. Khi vào thì cái nhà này anh mình sẽ đi về ngoài trước nha bạn. Và mình vô thì đây là một cái đó là ông Trần Đức Trinh các bạn. Chú Trần Trinh Đức là con trai của công tử Bạc Liêu. Rồi thì đây chú sẽ bán sách viết về cuốn sách viết về công tử Bạc Liêu các bạn. Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Thì khi các bạn mua sách, đến đây mua sách thì chú sẽ ký tên. Cái cửa bên hông này có hai cái cửa này. Khách sẽ vô từ cửa này ha. Đây cái tráng nữa bự rồi. Qua cái bộ này được quần ghế chạm xà cự. Quá đẹp à. Xà cừ 7 màu à. Xà cừ loại xà cừ đẹp rồi bạn. Còn xà cừ bây giờ nó không lên được 7 màu như vậy mà. Thường là vỏ ngọc trai mà nó lên được kiểu này. Rất là đẹp mà, tinh xảo mà. Mà ha, rất là đẹp. Cái bàn rất là đẹp. Đây là cái chân bàn các bạn. Rất là đẹp luôn. Cái chân bàn cũng đẹp. Đây là cái bộ bàn nè. Quá wow, trời. Bàn là cái bộ. Ở đây là đá mà. Cẩm đá. Cẩm thạch thôi. mình vào cảnh chính thôi. Ở trên trần làm rất là đẹp các bạn. Đây là năm 1930 người Bạc Liêu sống. Khách du khách đến đây thì cũng được hướng dẫn viên hướng dẫn rồi. Rồi trong nhà kỳ thương người ta chảm xà cừ hết các bạn ha. Đây là cái máy hát này. Cũng là khám trà cừ các bạn. Đồ toàn bộ là đồ trảm xà cừ hết nha bạn. Đó, những bộ bàn đồ trảm xà cừ rất là tinh xảo và đẹp nữa nè. Mình thấy không? Các bạn thấy không? Vì trảm xà cừ cực kỳ đẹp mà là tinh xảo rồi. Tinh xảo. Đó bạn thấy không? Tất cả rất là tinh xảo. Đây, mình tốc độ lên chút ha. Đó bạn thấy không? Rất là chạm xà cừ rất là đẹp không? Rất là đẹp không? Ở đây là tủ trưng bày các vật phẩm. Những cái chén cổ ngày xưa, dĩa cổ, tô cổ luôn. Có hai con hổ. Và có tiền nhưng nó thì mặt nó có số. Có bình trà. Đẹp đẹp. Thấy cái ghế, những cái ghế chạm xà cừ lung linh. Xà cừ lên 7 màu đẹp lắm các bạn. Lung linh đó bạn, cực kỳ đẹp. Mình nói là cực kỳ đẹp thôi. Bình, cái bình này cực kỳ. Ở đây. Đây là cái đồng hồ. Đây là cái đồng hồ rất là to và wow. Đồng hồ cực kỳ nó phải mua từ bên Pháp về bạn. Đồng hồ quá đẹp. Ha. Chi tiết bên trong. Vậy, giá trị rất là giá trị các bạn. Còn giá trị nữa. Giá trị cực kỳ. Cái đồng hồ mình nói mình thích cái đồng hồ này quá ha bạn. Quá đẹp cái đồng hồ. Chi tiết ở trong chi tiết đồng hồ. Rồi bên này là cái tivi bị cổ à. Một cái radio. Đây là cái sảnh lên lầu. nãy giờ ông phòng ngủ hả ba? Phòng tử. Đây là cái giường huyền thoại các bạn, giường công tử Bạc Liêu là giường huyền thoại. Đây là bàn phấn, giường này trên sẵn đá mà. Đoạn bộ đồ là mình nói nhấn mạnh là 100% chạm sạc cừ đúng không? Đúng, 100% chạm sạc cừ. Có cái tivi 4 inch. Quá đẹp cái tủ mà. Cách. Còn đồ vật dụng ở trong tủ còn nhiều. Giờ mình lên lầu mà cái bậc thang này làm từ đá cẩm thạch đó các bạn, đá cẩm thạch các bạn. Rồi giờ mình lên lầu mà. Okay. Có những cái gì bể này, lầu đá, toàn bộ là đá nha bạn. Cái bậc thang những đá nhập từ Pháp về bạn, tất cả đều nhập từ Pháp về. Đây là tầng 2 các bạn. Lên tầng 2. Đây, phòng của ba công tử Bạc Liêu là ông Hội đồng Chạch các bạn. Mình sẽ vào trong đó, phòng này thì cái giường cũng giống như tầng dưới nhưng mà không có lót đá. Có lót đá không? Có bạn, à cũng là đá mà, nhưng đá màu đen. Phòng tử Bạc Liêu ha. Giờ mình sẽ qua phòng cái bên thứ hai. Đây, phòng để hút thuốc và cái giường này sẽ nằm trên giường này và hút thuốc, và thời đó là hút thuốc phiện các bạn, hút thuốc phiện. Phòng đơn giản. Đúng rồi đây. Đây cũng là cái giường cẩm thạch không ạ, xà cừ cẩm thạch thôi. Đó, nhà thì khi mình ngồi đứng cửa sổ này thì nhìn xuống dưới mé sông, thì hồi xưa thì tá điền rồi đến nộp lúa này nọ thì ông đứng trên này và nói xuống nha bạn. Mày chạy, mày đóng đúa đủ cho tao chưa mày? Chết cho tao nha. Đó là như vậy, đứng trên này xuống các bạn. Đó, nhìn về phía sông rồi. Giờ mình sẽ bên đây là cái gian thờ thôi, gian nhà thờ thôi. Ủa sao? Đây à, ông Hội đồng Chạch với Phan Thị Muối là ba mẹ của ông công tử nha bạn. Cảm ơn em. Mình nói không phải nói chứ thực sự thì toàn bộ đồ đây không có cái nào mà mình không thích hết. Còn đồ sạch từ đồ của đúng là không phải suy nghĩ về tiền mới có thể mua được, thời đó cũng như thời này nếu người không có coi tiền là gì hết thì mới có thể cầm tiền mua những cái bộ bàn ghế này như vậy các bạn. Đây là Giang Minh Hồng. Có những căn phòng thì họ không cho tham quan, họ phát nữa là trứng. Đây là nhà cây dừa hồi đó luôn á, cây dừa trời có ông công tử Bạc Liêu tới giờ rất là cao rồi, mà cổ nữa. Đây mình ra một cái hiên bên nhà mà. Cái máy arcade, cái máy giống như hát băng như vậy rồi đó, tự ở đây. Đây cái băng nữa, tôi chạm còn rất là tốt, bạn không hiểu chứ. Là cái cầu thang lên thang thượng các bạn. Khi mà ông công tử Bạc Liêu á, khi mà gia đình đi leo lên thang thượng này thì sẽ lên cái sân thượng mà ngày xưa thì thu tiền về á, tiền bị ướt của các nông dân mà các tá điền á, thì tiền ướt á thì ông đem tiền lên sân thượng ngày phơi á. Mà giờ mình sẽ lên trên chút, đúng rồi, nó bị lại mình sẽ lên trên một chút xíu rồi. Đây là lên sân thượng qua. Đây là lên chân rồi nhà bạn. Lần đầu tiên mình lên đây các bạn. Đây là cái trên nhà bạn. Mình sẽ tranh thủ chạy. Không có. Đây là sân thượng các bạn. Đây là sân thượng để phơi tiền các bạn. Wow. Ông sẽ phơi tiền trên này các bạn. Đây mình sẽ tranh thủ xuống các bạn. Wow, phần về quá trời, còn dơ ở trên này quá. Mình này mình hãy lên đây. lên trước chảnh. Lần đầu tiên mình leo lên trên Phan Thượng các bạn, thì họ không có cho du khách lên đó. Hôm nay mình thấy có cái lỗ rồi mình đi thử. Trên đó vậy giờ cứt dê quá nhiều. Lần đầu tiên các bạn là mình có thể đột nhập lên trên Phan Thượng nha các bạn, là nơi không cho du khách lên. Họ đóng cửa phá, hôm nay không biết sao mà mình họ thu cái đó ra nên mình có thể đi được vào. Đó. Lần đầu tiên mình lên Phan Thượng nguy hiểm quá. Bảo vệ gặp thì họ sẽ la mình lắm à. Đây, đây cái mình đi một vòng các bạn, đi một vòng nhà cho các bạn xem ha. Từ giường đó, một vòng nhà nhiều đấy thôi. Bay gom lúa hết cho tao chưa vậy? Đó là như vậy. Đó, đứng trên này quát xuống. Tụi bay kia gom lúa cho tao đó. Tháng này mà gom không đủ thì đừng có về. Đó, ông sẽ đứng đây và quát những cái tá điền các bạn. Gom lúa, hãy gom nhanh nhanh về cho tao. Đó là như vậy mà. Phát. Ông sẽ chính trên này rồi quát xuống các bạn. Quyền lực các bạn. Người có thể nói là tiền của, nó nói số đứng thứ nhì ở nước ở miền Nam ha. Sau vua Bảo Đại, nhưng mà cái tài sản của ổng được tính thì vua Bảo Đại có thể không, coi chừng không bằng thôi. Ổng có thể già hơn Bảo Đại thì thời đó thì ông đã sở hữu được máy bay, và ngoài ông vua Bảo Đại thì ổng là người thứ hai của miền Nam sở thời của Việt Nam thời đó là sở hữu được máy bay. Bây giờ mình hầu dữ rồi, để đi xuống cầu thang. Cũng coi như xung quanh nhà công tử Bạc Liêu mình cũng đã đi hết các bạn ha, cũng sơ lược về cái nhà đồ ăn nhìn đẹp lắm, đá thì mình hãy đi xuống. Đây. Xuống ăn gia đình. Đây là cái nón đi hâm ruộng của ông công tử Bạc Liêu các bạn. Cũng cực nhọc cho ổng đó mà. Cũng làm lụng cũng cực vất vả lắm mà ha. Đi hâm ruộng mà đi bằng máy bay bạn ha. Tại đó ổng đã đi bằng trực thăng đó. Ổng có cái trực thăng. Ổng đi hâm ruộng bằng trực thăng mà. Tại ruộng cũng cò bay gãy mấy cái cánh. Này sắp rớt mình thấy nguy hiểm quá. Đây chiếc xe của ông công tử Bạc Liêu. Đây là con của Trần Trinh Đức ha. Con ông rồi để chụp hình lưu niệm với cho du khách ha. Thank you.